Lêu Trung em xin kính chào ban giám khảo, em tên là Đinh Thị Sương, Còn em tên là Đinh Thị Thảo. Chúng em là học sinh của trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Sơn Hà. Lêu em Chúng em là dân tộc H'Re từ những ngày thơ bé và đã đưa em về giấc ngủ bằng những câu dân ca ngọt ngào. Nhưng lần điều dân ca gia diết, đạp chất núi rừng, mang đầy bản sắc văn hóa của người Hơ đã đi vào tâm hồn của chúng em từ những ngày còn thơ bé. Thế mà hiện nay, bản sắc văn hóa ấy đang đứng trước nguy cơ bị mai một, lãng quên. Là học sinh người dân tộc Hơ chúng em muốn lưu giữ, tôn tạo và quảng bá đến nhiều nơi, nhiều dân tộc khác nhau viết về nét đẹp của làng điệu dân ca hơ rê về chung mang màu sắc đặc trưng của người hơ rê là những tên túy cùng bà tổ tiên để lại vẫn cũng là niềm tự hào của chúng em nên chúng em đã viết dự án giữ gìn và phát huy làng điệu dân ca ca leo ca của người hơ ở huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi Dự án này nhằm tuyên truyền những nét đẹp trong làng điệu dân ca hơ đến thế hệ trẻ người hơ khơi gợi niềm tự hào về truyền thống quê hương dân tộc, có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Và đây là câu hỏi nghiên cứu của nhóm. Bài viết dựa trên những cơ sở khoa học nào, những nét đặc sắc trong làn điệu dân ca ca leo ca choi của người Hơ Rê ở Sơn Hà là gì? Thực trạng của việc giữ gìn các nét đẹp ấy trong cộng đồng người Hơ Rê hiện nay ra sao? Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng trên? Làm thế nào để giữ gìn và phát huy bản sắc làn điệu dân ca ca leo ca choi của người Hơ Rê ở trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Sơn Hà nói riêng và thế hệ trẻ người Hơ Rê nói chung? Quy trình nghiên cứu của nhóm Thứ nhất, tìm hiểu cơ sở lý luận những nét đẹp trong làn điệu dân ca ca leo ca choi thứ hai điều tra phỏng vấn tìm hiểu về thực trạng nguyên nhân thứ ba đề xuất một số giải pháp giữ gìn và phát huy làn điệu dân ca ca leo ca choi nhóm đã khảo sát bằng phiếu đối với 280 học sinh của trường kết quả các bạn không biết hát ca leo ca choi của người hơi sân hà rất cao chiếm tỷ lệ 88,6% nhóm đã thực hiện phỏng vấn một số người Hore ở nhiều lứa tuổi khác nhau và nhận thấy những bài hát truyền thống của người Hore sân hà đơn giản bị lõng quen từ đó nhóm đã tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng và đưa ra một số giải pháp giữ gìn và phát huy làn điệu dân ca Kaleo ca choi. Ca đối với học sinh người Hore ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở sân hà tỉnh quảng ngãi thứ nhất đối với học sinh người Hore học sinh người Hore cần chủ động học hỏi những người già những nghệ nhân và so sánh các bài hát truyền thống của người Hore để từ học hỏi Người biết hát Kaleo leo ca dạy lại cho những người chưa biết hát. Tham gia viết lời thơ lần điều dân ca Hơre và quảng bá trên internet. Thứ hai, đối với nhà trường, thành lập câu lạc bộ hát dân ca tổ chức các hoạt động ngoại khoa về chủ đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hơre, tổ chức ăn tết mang bản sắc truyền thông của người Hơre. Kết quả khảo sát sau khi lưu truyền cho các bạn học sinh ở trường, số bạn biết hát ca leo ca choi tăng 213 bạn, tăng 76%. Số bạn có ý thức giữ gìn và lưu truyền làn điệu ca leo ca choi tan 214 bạn tan 76%. Để giữ gìn và phát huy làn điệu dân ca của người Hơ Rê, chúng em có một số kiến nghị sau. Thứ nhất, đối với gia đình người Hơ Rê, người dạy cho người trẻ hoặc các bài hát truyền thông của người Hơ Rê, còn người trẻ học theo, làm theo và dạy lại cho những người nhỏ hơn. Hai, đối với các cơ quan chức năng, tổ chức các hội thi văn nghệ theo chủ đề về truyền thống của dân tộc Hơ Rê. Cần mở các lớp để các nghệ nhân truyền dạy dân ca hơ re càng tích hợp tuyên truyền bản sắc văn hóa của người hơ vào chương trình giáo dục địa phương càng tích hợp dạy hát dân ca hơ re và môn âm nhạc để học sinh đồng bào dân tộc hơ re trong toàn tỉnh có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc hơ re qua đây chúng em cũng muốn nhắn gửi đến các bạn thế hệ trẻ người hơ re một thông điệp rằng ngay từ bây giờ chúng ta hãy thể hiện bằng những hành động cụ thể trong khả năng của mình để giữ gìn tôn tạo văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình để nét đẹp văn hóa nói chung và văn hóa âm nhạc của người hơi rơi nói riêng vẫn mãi mãi trường tồn chúng em xin trân trọng cảm ơn <laughs>